Rồi chào các bạn nha, hôm nay là cuộc hành trình của anh em mình đi cắm câu các bạn. Thì đây là cái bịch này là trùng các bạn, trùng này là đó trùng ha, trùng. Còn đây là cái can này để mình đựng cá này các bạn. Còn đây là 26 cần câu để mình cắm ở dưới này nào các bạn, chỗ này nè. Anh em mình Thắng nó đang câu chỗ để xuống câu, thì anh em mình xuống đây dính cá gì thì bắt cái đó thôi. Cá gì dính là hút. Rồi bây giờ mời các bạn theo cuộc hành trình của anh em mình nha. Nè các bạn, như là cái con này kêu bằng con sông hay con kinh gì cũng được. Tại vì đây là hiện tại bây giờ nước đang ròng các bạn. Bây giờ thì anh em mình xuống thì nước lớn thì anh em mình tối sửa lại. Bây giờ mình xuống nước cạn. Tại vì nói chung gia đá này đây cắm cá lóc, cá chê, cá gì yêu cầu nó ăn là dính. Còn đây mình chuẩn bị xuống cây đầu tiên. Ở đây là anh em mình chơi trùng nè, cá con trùng các bạn. Mồi trùng là cắm cá chê nó thích hơn hả Thắng ha? Thích hơn. Đây là mình xuống cây đầu tiên các bạn. Đó, cây đầu tiên mình cắm đây ha. Thì như là con nào ăn thì dính con đó thôi. Cá lóc ăn dính cá lóc, cá chê ăn dính cá chê, cá gô ăn dính cá gô ha. Đó, xuống cần đầu tiên nha các bạn. Bây giờ mình xuống cây thứ hai các bạn. Thì đây là ra đây cắm là anh em mình chơi lũi vô đây. Có những bông này mấy bạn biết không? Bông này bông mua đồ hoa xinh tím nè. Không có bông đẹp tuyệt vời các bạn. Đó là cây thứ hai các bạn ha. Đây nguyên một vàng bông mua luôn các bạn. Nên là anh em mình xuống cây này là cây thứ ba các bạn. Thì bây giờ để không làm mất thời gian nữa, để cho em mình xuống hết 26 cây này đi. Rồi có gì cái cuộc hành trình của anh em đi thăm đó thì có dính cá mình quay lại cho mấy bạn xem sao ha. Bây giờ anh em mình tranh thủ đi cắm các bạn ơi. Cứ mà để quay hoài thì không biết chừng nào mà xong. Nó cá ụt đó. Ham hả Thắng? Đây là cây thứ ba. Đó, cho xuống nó đi. Cái này là mình cắm màu chìm các bạn. Rồi cá ụt ham quá Thắng ơi. Cái này mà chơi một tay lưới là thứ gì chịu nổi Thắng ha. Chứ còn nước chảy là văng thua ha. Quá trời cá ụt ha. Lúc này cũng cỡ khoảng gần 7 giờ các bạn. Anh em mình đi thăm cử. Nếu mà phi cỡ khoảng 12 giờ xuyên đi thăm cử nữa. Còn không xuyên thì thôi để tới sáng luôn. Hy vọng là cử này cái kiếm vài con tháng. Không có thì thôi sáng. Tới cây đầu tiên các bạn. Hết mồi luôn. Mấy cá nhỏ nó phá mồi ghê lắm. Hôm nay mình có tổng cộng tới hai mấy cây lận. Mà cái này là cây đầu tiên. Cây đầu tiên ra là thấy hết mồi là thấy không ham rồi đó. Nè các bạn, cây này cũng đàn liệt. Dở cái gì Thắng. Ôi, cá gô cũng được các bạn ơi. Cũng đỡ có cá gì thì bắt cá đó. Cá gô nè. Cũng được ba ngón là ba ngón tay. Kiếm những câu hán bây giờ kiếm những có vài con, mai vài con là có được nồi khô ha. Tới cây tiếp theo đó các bạn ơi. Rồi cũng in nguyên luôn, không quạt không dịu luôn, hết mồi luôn. Giờ này là mấy cá nhỏ nhỏ nó phá quá trời quá đất nè. Lâu quá nó không ăn mồi này nó ghiền, nên bữa nay anh em mình cầm mồi ra cho nó ăn chứ cho đỡ ghiền. Các bạn, cây gừng cao mà dính đây nè, mà không biết là con gì nha các bạn. Cảm giác nó liệt rồi nè. Đó là hao đã không? Con này không biết là cái gì ta không biết. Để hồi nó cho Thắng nó lại nó dở lên coi. Đó, cảm giác là lâu lắm rồi mới tận hưởng được cái cảm giác này các bạn.
để cái nó coi. Mệt rồi, nó mệt rồi. Đó, nó nhịp nhịp tất cả hao. Đó, nhịp xuống nó hao. Nhịp nhịp xuống nó hao. Rồi Thắng ơi, giả lên cho Thắng ơi. Coi nó là con gì Thắng ơi. Giây phút hồi hộp chờ đợi đã bắt đầu các bạn. Vốn rồi đó. Cảm giác hồi hộp chờ đợi đó. Cá chê. Chê trắng các bạn ơi. Chê trắng. Để xuống ha. Chê trắng các bạn. 250g. Con này công ăn 250g, 300g. Chắc ngay ổn. Nó dính kiểu này mà sao giục nổi Thắng. Ừ. Kiểu này sao giục nổi. Không, con chê trắng này là quan giả các bạn. Khó nhìn thấy chả khá không? Đúng cái đồng luôn hả? Đúng cái đồng. Tiêu rồi. Quá ngon. Vô. Vô. Như là một con gô, một con chê vậy đó. Hồi nó vô con lóc nó im ha Thắng. Vô con lóc nữa. Vô con lóc nó cho đủ bộ. Con lóc với con cá sặc nữa. Anh em mình tới cây tiếp theo các bạn ơi. Từ từ từ, cái gì? Chắc cá gô quá à. Chơi bạn ơi, trời ơi cá chơi. Chơi vàng bạn ơi. Chơi vàng trời ơi, vừa tới. Chừng nó phóng đi à. Không đâu. Bạn ơi. Con chơi vàng các bạn ơi. Im quá. Này các bạn, trong đây là con chơi trắng các bạn. Đây là con chơi vàng. Quá im. Cái vàng nè bạn ơi, hai con nè các bạn, nhìn nè, nữa hai con nha. Anh em mình tới cây tiếp theo các bạn. Hình như dính tới Thắng ở coi kìa. Nó để cái Thắng. Để cây kìa. Đó này nè nè. Để con Thắng. Trời ơi nó quá nữa. Nó trời ơi, trời cá chê các bạn ơi. Con này trời ơi. Con chê trắng các bạn ơi. Con này cũng bằng con nãy Thắng ơi. 200 mấy. Quá ngon. Quá trời đãi các bạn ơi, con này à. Rồi sướng thì chết. Yên rồi. Vô rồi. Dính chỗ này. Dính đã quá ha. Đi kiểu này mà chỉ là chừng cỡ khoảng tối ha, tối nào mình đi thăm cử nó đi. Để em thử chính giới. Này các bạn. Tổng cộng 3 con nha các bạn. Nè. Nè 3 con nè. 2 trắng 1 vàng nha các bạn. Đó. Với con cá gô nữa. Im mà chiến lợi phẩm anh em rồi. Bạn ơi, anh em mình tiếp tục dính nữa các bạn ơi. Nó mịp rồi nè các bạn. Nè, cái câu nó mịp không biết cá gì thôi. Rồi Thắng ơi, xuống hốt Thắng ơi. Nó mịp rồi nè. Ấm rồi, ấm rồi. Thử coi con gì nó đây. Trời ơi, chê nó gì vậy? Chê nữa các bạn ơi. Chê vàng. Trời ơi. Hôm nay gì đâu mà dính cặp trắng cặp vàng trời. Đã gì? Trời ơi nè các bạn ơi. Chơi nè. Về cái kiểu này phải đi quá trời đã các bạn ơi. Chơi vàng luôn các bạn. Chơi vàng luôn. Thôi nè. Nó cũng nặng luôn. Dính kiểu này sao xảy. Anh em mình là còn một cây cuối cùng nữa nha các bạn. Thì cây cuối cùng nữa thì chắc có thể là anh em mình đi cỡ khoảng 11 giờ anh em mình ra thăm cuốn luôn. Sợ ừ. Sáng nước lớn á hả? Thôi mà có dế rồi á. Có dế rồi á. Anh em mình đi tiếp. Còn nếu mà không có là anh em mình cuốn luôn. À. Tại hết mồi rồi. Dính được 2 vàng 2 trắng 1 gô. Luôn mấy bạn ơi. Có trứng luôn. Nè, lòi trứng luôn. À, lòi trứng luôn ha. Nó đi đẻ chắc tôi bắt. Đẻ. Ta sinh sản ra con nhiều mà không anh không muốn mà. Nè các bạn, nè nè. Là tổng cộng là 2 con trắng ha, 2 con vàng ha. Rồi anh em mình còn cái cuối cùng nha các bạn. Một cây cuối cùng chứ. Cứ cái hoài luôn á. Phải cái lắm. Cái nghĩ rồi. Em mình tới cây cuối cùng luôn các bạn, mà cây cuối cùng hên quá dính luôn các bạn. Đây nè các bạn ơi, khoan để anh cho liệt cho các bạn xem cho đã nghe rồi. Đó. Thấy chưa? Rồi, lên nè. Lên thôi. Lên hàng lên hàng. Im quá trời ta ơi. Chừng ngang. Trời ơi con này khủng nha các bạn. Khủng nha. Khủng luôn. Trời ơi, trời con này khủng nha. Trắng luôn. Trời ơi trời các bạn ơi. Nó đã các bạn ơi, nhìn cá đồng có nạc các bạn ơi.
hết biết rồi. Cái buổi tối thiệt là cái buổi tối hạnh phúc ghê luôn á. Cái buổi quá hơi. Quá trời quá hơi, nhìn nè, con cá chê nó làm nè các bạn. Hết biết con cá chê trắng luôn rồi. Cây này là cây cuối cùng luôn các bạn. Thì tối nay cấp khoảng 11 giờ anh em mình đi đi vô đây thăm câu và cuốn câu luôn các bạn. Tại vì anh em cũng hết mồi rồi. Đi thăm nãy giờ hết mồi rồi. Rồi có gì có khoảng 11 giờ anh em mình đi thăm bảy câu rồi cuốn mấy câu quay lại cho mấy bạn xem tiếp ha. Dây này dây siêu bền. Im à, dây này là dây siêu bền. Im lắm. Nó không bao giờ đứt được. Đỉnh dây luôn. Đây nè các bạn, thành quả của buổi anh em đi thăm câu nè các bạn. Đó. Cá mới dính bự. Cá mới dính bự nè. Ba con cá chê trắng ha. Hai con cá chê vàng. Đó. Chụp là coi. Đó. Chiếc là phẩm anh em mình đó. Bà thấy chưa? Nè nè. Hai con trắng kế con vàng, mời một con trắng kế con vàng với con cá rô các bạn. Đó, thành quả của anh em ở đây. Bây giờ có gì có khoảng 11 giờ anh em mình đi thăm cử nữa rồi cuốn câu rồi quay lại cho mấy bạn xem ha. Cái canh ngay nè. Cái can đó là can quyền hội đó. Chứ phải chơi nha. Là dính cái can đó là đựng cả chục ký cá cho thắng. Không được, khoảng 4 5 ký. 4 5 ký hả? Cái 5 ký vậy đó. Lúc này có khoảng 10 giờ các bạn. Thì anh em mình đi ra đây cuốn câu luôn các bạn ơi. Đây dính ham quá mà lý do là anh em mình hết mồi các bạn. Hết lương thực rồi. Nên là cuốn luôn. Sảy luôn hả? Tức ghê các bạn ơi, đây toàn là ga nè. Cần câu nè các bạn. Câu mở lên nè. Nó lâu cỡ này nè các bạn. Hết mồi tức ghê ha. Ngày mai nếu mà có đi á, là chơi mồi cho nó mà nhiều nhiều cái hả? Để mồi bữa nay hụt quá tức ghê luôn. Anh em mình nãy thôi. Đi thăm một cử đầu rồi, nhìn thấy là quả trời đậu rồi, quá trời rồi. Cây tiếp theo chết luôn các bạn ơi. Đi đêm nó biết đêm dài. Chết luôn rồi. Nãy giờ cũng số câu mình cũng gần cạn kiệt rồi các bạn ơi. Mà không biết sao đây. Rồi chết luôn phải không? Rồi sắp hết câu các bạn ơi. Đó không dính à. Rồi cái này là cái cuối cùng luôn các bạn. Thua rồi. Cử này thua là không thành công thắng ơi. Nên là thôi dí déo anh em mình kết thúc nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hữu ích thì cho anh em mình xin một like, một share, một đăng ký. Để anh em có động lực làm nhiều dí déo hơn cả đó cho các bạn. Rồi chào các bạn cái